quá thôi em tắm đây. À? Không được đấy. Ba thói quen tắm nhất định phải bỏ, nếu không bạn sẽ hối hận đấy. Thứ nhất, tập thể dục xong nằm ngoã mồ hôi đi tắm cái đã thì hoàn toàn sai. Khi vừa tập xong mồ hôi nhiều, tim đập nhanh, nhiệt độ cơ thể cao, lỗ chân lông giãn nở, nếu tắm ngay cơ thể sẽ dễ bị sốc nhiệt, nước thấm sâu vào da có thể sẽ khiến cơ thể bị cảm lạnh đấy. Thậm chí còn có nhiều người bị đột quỵ do tắm ngay sau khi tập thể dục. Các bạn có thể dùng khăn thấm bớt mồ hôi và nghỉ ngơi trong khoảng 20 phút rồi hạng tắm nhé. Thứ hai, tắm cả tiếng đồng hồ, nước càng nóng càng sướng. Điều này sẽ làm mất đi lớp dầu bảo vệ tự nhiên, mất đi độ ẩm, khiến làn da khô ráp và dễ kích ứng. Đặc biệt, tắm nước nóng lâu còn gây tình trạng vô sinh ở nam giới. Nên là các anh trai tắm nước nóng vừa thôi nhá, nếu không muốn bị bất lực. Thứ ba, người yêm phủ ngày ngủ đêm bay, đúng 12 giờ đêm mới đi tắm. Khi tắm đêm, mạch máu dễ bị co lại, gây tắc nghẽn mạch máu, dẫn đến tình trạng đột quỵ và nhồi máu cơ tim. Các bạn nên tắm trước 9 giờ tối trong khoảng 15 phút với nhiệt độ 40 độ C để bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Ai đã mắc phải những điều trên, comment cho mình biết nhé. Mình là Hằng Koi, follow Hằng để khỏe đẹp như người Nhật. Tano Simi.